Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam nói lời hữu nghị, Trung Quốc trở mặt răn đe. Trung Quốc thông báo tập trận quy mô lớn trong 6 ngày tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã chiếm được của Việt Nam vào năm 1974 và khiến cho Việt Nam rất lo ngại. Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc của hôm 23 tháng 8 năm 2020 dẫn thông cáo của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam cho biết Trung Quốc sẽ tiến hành diễn tập quân sự ở khu vực phía đông bắc của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cuộc tập trận kéo dài 6 ngày, bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 năm 2020. Cũng theo trang signa.cn, cuộc diễn tập kéo dài từ 24 đến 29 tháng 8 tại khu vực phía đông nam đảo Hải Nam. Tọa độ khu vực diễn tập được công bố cho thấy có một số điểm nằm trong khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Đây là hình ảnh trực thăng tấn công của Trung Quốc diễn tập chung với tàu đổ bộ lớp tuyếp 071, ảnh do China Army cung cấp. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng qua, Trung Quốc đã tiến hành tập trận lớn ở khu vực và lân cận Hoàng Sa, quần đảo mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhưng thực sự thì Trung Quốc đã kiểm soát toàn bộ từ sau trận hải chiến năm 1974. Theo thông báo của Bắc Kinh, quy mô của tập trận lần này còn lớn hơn cuộc tập trận hồi đầu tháng 7 vừa qua. Cuộc tập trận trên diễn ra theo sau một loạt động thái của Trung Quốc tại Hoàng Sa và khu vực Biển Đông khiến Việt Nam hết sức lo ngại. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cũng đưa tin Trung Quốc đã thay đổi thuật ngữ trong một quy định hàng hải nhằm định nghĩa lại vùng biển giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo định nghĩa mới, đây là khu vực hàng hải gần bờ thay vì xa bờ như cách gọi trước đây. Sự thay đổi thuật ngữ có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2020, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng vẫn như thường lệ đã lên tiếng về việc này như sau. Việc Trung Quốc đưa khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào quy tắc kiểm tra kỹ thuật tàu biển nội địa theo luật định năm 2020 đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị. Cách đây cũng 2 tuần, một bức ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy có một máy bay ném bom H-6G của Trung Quốc đậu trên đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Sau sự kiện này, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng lại tiếp tục tuyên bố như sau. Dù đã nhiều lần khẳng định, nhưng cũng không thể không nói lại là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam chưa có tuyên bố về cuộc tập trận của Trung Quốc vào cuối tháng 8 này, nhưng truyền thông trong nước đã đồng loạt bày tỏ sự quan ngại và lên án. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng. Nếu đặt trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông gia tăng nhanh chóng trong thời gian vừa qua, tần suất tổ chức tập trận liên tục của Trung Quốc như chúng ta thấy là rất đáng lo ngại. Tờ báo Tuổi Trẻ đã dẫn lời đánh giá của thạc sĩ Nguyễn Thế Phương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế SCIS của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Vào hồi tháng 7 năm 2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã phản ứng mạnh và gửi công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa, đưa ra thông điệp yêu cầu Trung Quốc không tái diễn vi phạm tương tự trong tương lai. Cũng trong thông điệp phát đi đối với sự kiện vào lúc đó, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh hành vi của Bắc Kinh là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và làm phức tạp thêm tình hình, đi ngược lại tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Và động thái của Trung Quốc là không có lợi cho việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC và duy trì hòa bình và ổn định hợp tác ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói như vậy. Bộ Quốc phòng của Mỹ khi đó cũng ra tuyên bố chỉ trích cuộc tập trận, nhấn mạnh hành vi của Bắc Kinh đang đi ngược lại các nỗ lực xoa dịu căng thẳng và duy trì ổn định ở khu vực này. Đây là hình ảnh các chiến đấu cơ và hai nhóm tàu tác chiến sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz lập thành đội hình tập trận ở Biển Đông vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Ngay sau đó, hai tàu sân bay của Mỹ đã tiến vào Biển Đông và thực hiện các cuộc diễn tập với mục đích đảm bảo tự do hàng hải. Cuộc tập trận mới nhất của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc vừa kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp ước Biên giới Đất Liền và 10 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc.
vào hôm 23 tháng 8 tại cầu Bắc Luân 2 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Việt Nam và Đông Hưng, Trung Quốc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì lễ kỷ niệm. Tại sự kiện này, đại diện hai bên cũng bày tỏ cam kết sẽ tăng cường hợp tác, đối thoại để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và giải quyết các vấn đề về biên giới. Quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là Nam Việt Nam vào đầu năm 1974. Nước Việt Nam thống nhất sau đó, nay mang tên chính thức là Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chưa bao giờ từ bỏ tuyên bố chủ quyền về quần đảo đó. Và chỉ một ngày trước khi cuộc tập trận bắt đầu vào hôm 23 tháng 8 năm 2020, các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Việt Nam làm lễ kỷ niệm trọng thể 20 năm ký kết hiệp ước biên giới đất liền giữa hai nước. Buổi lễ được tổ chức tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái Việt Nam Đông Hưng, Trung Quốc. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì hoạt động lễ kỷ niệm này. Các báo Việt Nam cho hay hai quan chức hàng đầu chủ trì lễ kỷ niệm là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Về phía Việt Nam, ông Phạm Bình Minh nói việc hai nước ký kết hiệp ước biên giới vào năm 1999 và hoàn thành công tác phân định cắm mốc vào năm 2008 đánh dấu việc lần đầu tiên trong lịch sử hai nước đã hoạch định được đường biên giới trên đất liền một cách khoa học và chính xác, khép lại quá trình 36 năm đàm phán. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá rằng đây là kinh nghiệm quý báu trong hai nước trong việc giải quyết các vấn đề về biên giới và lãnh thổ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị được báo chí Việt Nam dẫn lời phát biểu rằng việc hai bên giải quyết ổn thỏa các vấn đề về biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ sẽ là kinh nghiệm quý báu để giải quyết các vấn đề trên biển. Còn theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi ra sau buổi lễ, ông Vương Nghị đã thúc giục Việt Nam ngồi vào bàn đàm phán về tranh chấp ở Biển Đông. Chúng ta phải phát huy cách giải quyết thành công các vấn đề biên giới trên bộ để tìm cách sớm dàn xếp các tranh chấp trên biển. Hai nước có khả năng và sự thông thái để tiếp tục đàm phán về các vấn đề trên biển, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa tin như vậy. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu về chính sách đối ngoại Lê Hồng Hiệp, tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc có mức độ phức tạp gấp nhiều lần các vấn đề trên bộ và cuộc tập trận đang diễn ra của Trung Quốc càng nêu bật sự phức tạp này. Đây là quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc kiểm soát, Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Dù hai nước đã phân định được vịnh Bắc Bộ từ năm 2000, nhưng họ vẫn bế tắc về vùng biển cửa vịnh sau hàng chục năm đàm phán do khác biệt quan điểm và mấu chốt nhất là tranh chấp về quần đảo Trường Sa. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Phải giải quyết được vấn đề hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mới giải quyết được các tranh chấp liên quan. Đây là vấn đề rất khó, việc đàm phán có thể kéo dài hàng chục năm nếu không nói là hàng trăm năm. Tiến sĩ Hiệp đã nhận định như vậy. Nhìn vào lời thúc giục đàm phán do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc đưa ra, nhà nghiên cứu đã đánh giá rằng Trung Quốc muốn Việt Nam đàm phán song phương, không quốc tế hóa và không để các quốc gia bên ngoài tham gia. Nhà nghiên cứu Hiệp cũng cho biết rằng ý định này của Trung Quốc sẽ ít có tác dụng vì nước này tiếp tục hành động không nhất quán, vẫn gây sức ép hoặc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà cuộc tập trận gần Hoàng Sa trong tuần này là một ví dụ. Việt Nam nhận thức được sự bất nhất của Trung Quốc và Hà Nội có hành động riêng để bảo vệ lợi ích của mình. Đó là phát huy nội lực và thúc đẩy quan hệ với các nước có chung nhận thức chiến lược như Mỹ chẳng hạn. Tuy nhiên, những diễn biến này làm cho tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng trở nên khó khăn và khó giải quyết hơn. Tiến sĩ Hiệp đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Và sau nhiều năm ký kết hiệp định biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn muốn Hà Nội nhân nhượng. Đây là hình ảnh máy bay ném bom chiến lược H-6C mới đây được triển khai tới đảo Phú Lâm. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ký kết hiệp ước biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, Phó Thủ tướng Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị, sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc đi vào chiều sâu. Tiến sĩ Hà Hồng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, khi trao đổi với Đài Châu Á Tự Do vào hôm 24 tháng 8 năm 2020 cũng cho biết ý kiến của mình như sau. Nói đưa quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam và Trung Quốc đi vào chiều sâu chỉ là cách nói ngoại giao, không có nội hàm gì cụ thể cả. Nhưng qua sự kiện gặp ở Móng Cái vào hôm 23 tháng 8 năm 2020 giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ngày ký hiệp định biên giới trên bộ, nó cũng bộc lộ một số công việc. Phía Trung Quốc muốn khuyên Việt Nam rằng hãy học tập hiệp định trên bộ này để mà xử lý vấn đề Biển Đông cho thành công. Câu này là câu đáng chú ý nhất. Theo tiến sĩ Hoàng Hợp,
thì thực ra mọi việc đều hiểu đấy là khuyên Việt Nam nhượng bộ trong hồ sơ trên Biển Đông. Ông nói tiếp, kèm theo những lời nói như thế thì Trung Quốc đã tiến hành tập trận ở Biển Đông. Và khi tập trận thì họ kết hợp quân sự hóa Biển Đông ở mức độ cao chưa từng thấy bằng cách đưa máy bay chiến lược có thể mang bom hạt nhân hạ cánh và cất cánh ở đảo Phú Lâm. Rồi thì tập trận bắn đạn thật tên lửa ở Biển Đông mấy ngày vừa qua. Đây là hành động kết hợp ngoại giao cũng như dọa nạt không chỉ Việt Nam mà dọa cả Mỹ, muốn đẩy Mỹ ra khỏi vấn đề Biển Đông. Và lời khuyên từ phía Trung Quốc đối với Việt Nam mà tiến sĩ Hoàng Hợp vừa nói do Ủy viên Quốc vụ Viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới vào hôm 23 tháng 8 cho rằng việc hai bên giải quyết ổn thỏa các vấn đề biên giới trên đất liền và Vịnh Bắc Bộ sẽ làm kinh nghiệm quý báu để giải quyết vấn đề trên biển. Và tại sao nhà nước Việt Nam vẫn luôn có thái độ mềm mỏng với Trung Quốc trong suốt 20 năm qua và cho đến những năm gần đây khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào sâu trong thềm lục địa Việt Nam rồi đưa nhiều loại tàu áp sát khu vực khai thác dầu khí Việt Nam đe dọa an ninh biển Việt Nam thì Việt Nam vẫn mềm mỏng? Nhà nghiên cứu biển Đông Kim Phúc cho rằng, theo tôi nghĩ rằng một mặt Việt Nam phải chuẩn bị tất cả các phương án để đối phó với Trung Quốc, thậm chí cả về mặt quân sự. Nhưng mặt khác, Việt Nam cũng phải nhún nhường để mà giữ hòa bình, để mà phát triển. Và theo tôi biết được, nếu còn một phút để giữ hòa bình, thì Việt Nam vẫn phải đàm phán với Trung Quốc để giữ hòa bình. Khi nào Trung Quốc buộc Việt Nam phải nổ súng, thì lúc đó Việt Nam sẽ bảo vệ đất nước mình. Tôi thấy rằng đó là bước đi của nhà nước Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 5 năm 2020 với bản tin Việt Nam nói lời hữu nghị, Trung Quốc trở mặt răn đe. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.